câu cá mũi kim mọi người ơi. Đó, nãy giờ dính, nãy giờ giật này nó hơi nhát luôn. Đó, câu nãy giờ dính nhiều đây mọi người. Đó, cá này cá mũi kim nha mọi người ơi. Đó, mỏ này, mỏ đây chè nhiều. Mỏ này nó nhọn nhọn như mũi kim nha mọi người. Cho nên mình kêu cá mũi kim nha. Cá này như cá con nha mọi người. Mỏ biển cá nó lớn lắm nha, cá nó lớn, cá mỏ nhọn nó sáng cả chỗ người ta luôn nha mọi người. Em gái mình ra câu cá, cá mũi kia câu làm gì em, câu như để nhậu vậy này, câu để kiếm mồi nhậu không? Đó, cái này bao nhiêu đây cũng khá khá mọi người, thịt ngồi canh chua luôn, câu dưới xong mọi người ơi, câu dưới xong nha, chút này khôn, nhìn này khôn lắm mọi người ơi, xả nước kia, xả nước ra mọi người, xả nước kia đầu nó lợi nó ăn nha mọi người ơi. Đeo theo nước nó, đeo theo nước để kiếm đồ ăn ăn rồi. Đó, mình câu, mình dụ nó, cầm mồi to rồi. Mọc tôm, mọc con bé. Con tép dụ con tôm. Tép dụ con cá. Người ơi, đó. Tôm này nó ăn rồi. Nha. Nó chạy lạng cái đó mọi người. Đó, cá này có bút kim người, lên bờ sảy, sảy mọi người. Đó mọi người ơi, đó, cá này có bút kim nha. Đâu vậy? Có mồi nè. Vậy đi mồi đâu vậy? Mồi nhậu nè. Đó người ơi, đó nó chạy thật. Được, ăn mà đi nó nhát à. Cầu đây dính nhiều quá nó nhát người. Đó nó dược dược, nó miếng nhiều con kìa. Đó nó dược dược, xa quá mọi người không thấy mọi người. Xa quá không thấy. Nó dược dược lên ăn luôn rồi. Đó, một bầy đó luôn. Nó làm cho nó chạy. Đó trời ơi. Đó nó nuốt, học dính chưa dính. Học sống nữa. Nó gị nhưng mà nó nhả ra mọi người ơi, nó lội mặt nước không nè, xa quá nhìn không thấy con gõ. Mọi người ơi, đồ 2 3 6 9 mấy con mọi người, mười mấy con cá mũi kim nè. Ồ rồi mấy đi ngồi nó vũ rồi, bày luôn mọi người ơi, bảy lội luôn này, có ai chài quất xuống cái dính đá hơn. Thôi còn hồi câu. Dụ mà nhét. Nãy dính nhiều quá nhét. Nhưng mà lại thấy xúc hình vào lại ăn. Mới. Ăn mà nó giật kia cho dột mồi không rồi. Đó, khôn lại. Quá khôn. Ăn mà đang không đút mọi người, dạ con giật. Giật cho gấp mồi được không nghe. Quậy này mọi người cũng thấy gì đâu, thấy nước không? Cá mũi kim này nó cũng hơi nhỏ rồi, ở dưới nước mà hơi nhỏ. Cho nên mọi người quay chỉ lúc thấy lúc giật lên đây. Nhưng mà nó không nút, dành em nó không đổ giật lên này, rớt lại luôn rồi. Đút cái mồi luôn. Bây giờ cũng bộp, làm việc còn nồi canh chua, đơn giản rồi. Ở miền Tây là gì không người, mùa ngồi ra mà câu, ra mà câu, ngồi câu cá chút xíu, không có đồ ăn ngon người, ăn đuốc, đuốc rồi, rồi vô luôn, khùng dữ thiệt, thì tính là con nào nó ngu sao, ngu chết chết cả chùm, tiếp tục. Đó, thì lại giành giật nữa, nó khô cái này nó nghỉ luôn. Dũng ngồi nó ghét không? Không chịu nuốt. Chắc ngồi rồi. Khô quá mọi người, không chịu nuốt. Trời ơi,
gái này còn nói chuyện chắc mệt đuối. Ngồi đây hoài chắc đuối. Rồi em gái mình tính là đi vào chỗ rồi. Vào chỗ rồi mình cũng vô nhà thôi. Ra gầy quýu cá mũi kim cho mọi người xem nè. Cá mũi kim cho mọi người. Đó. Mũi y chang như mũi kim luôn. Đó mọi người. Bây giờ mình gầy quýu con cá mũi kim tới đây thì cũng tạm dừng nha mọi người.